Hello cả nhà, quay cho cả nhà ca mụn ruồi to chân sau này nha. Mình đang sử dụng công nghệ laser CO2 để loại bỏ nốt ruồi này đây. Có đau không cưng? Nói đừng lắc đầu. Tại vì con lắc nó không nhất, nó lệch cái tia. Mình dùng công nghệ laser CO2 để loại bỏ nốt ruồi này ra nha cả nhà nha. Sau khi loại bỏ ra thì từ 3 đến 7 ngày sẽ bong cái mài ra nha cả nhà nha. Còn mình trong quá trình mình bắn thì mình bắn đến đâu sẽ liền lành đến đó. Laser thì không có đụng vào da cho nên là không có chảy máu đâu ha cả nhà ha. Mình có nó gây tê trước cho nên là bạn này sẽ không có cảm giác đau. Mình đang lấy ra cho cả nhà xem đây. Rất là đơn giản chị ha. Mình đang live trực tiếp cho nên là cả nhà mình thấy ha, bắn đến đâu thì nó sẽ liền đến đó. Mình có gây tê trước cho nên cả nhà thấy phần xanh 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 đây không? Đó. Sau khi bắn xong thì từ 3 đến 7 ngày nó có một cái mài á cả nhà, mà tự bong cái mài ra, mình cứ gỡ ra nha. Và đương nhiên vị trí chỗ này chưa có điều màu da, da non, vài bữa sẽ điều màu lại ha cả nhà ha. Không có đau miếng nào đúng không bé? Nãy tim tê có đau nhói miếng ha. Nốt ruồi này là chân rất là sâu, cho nên là mình sẽ lấy hết chân ra nhưng mà mốt còn cái rễ á cả nhà. Bởi do laser thì sẽ tái tạo da, đặc biệt là 100% không có để lại sẹo, không có để lại tì vết, cũng không biến chứng, cho nên là đồng thời là khi mà cái laser nó nuôi da mình á thì đồng thời là sẽ nuôi lại cái phần phần rễ luôn nha cả nhà nha. Có thể là mọc lại ha, có thể là mọc lại thôi. Khi nào mọc lại thì mình sẽ đi bắn nữa. Tía văng qua cái bên em bị đau đúng không? Đây cả nhà, mình đã lấy ra cái nốt ruồi cho bạn này nè, mình để lên đây ha. Đó cả nhà thấy không? Đây đây cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ làm cho đẹp cái phần da này với làm cho hết cái gốc. Để đây nha cả nhà thấy không? Đó đó, năm yếm đấy, đấy năm yếm bé đó, mình để đó nha. Giờ mình làm cái phần gốc này cho đẹp lại ha. Đó cả nhà nhìn thấy không? Không có máu ha. Mình có gây tê trước cái phần trắng trắng xung quanh này nè, là thuốc tê nè. Không có đau gì hết trơn luôn nha. Mình sử dụng công nghệ laser CO2 để loại bỏ nốt ruồi này nha cả nhà nha. Từ 3 đến 7 ngày sẽ tự bong ra và liền lành 100%, không có để lại tì vết gì hết hen.
đau mới nào không đấy? Không có đau nha cả nhà, khách hàng nói cho cả nhà mình biết luôn ha, không có đau nha. Hiện tại là mình đã lấy cái nít rửa ra, cái nít rửa trên nè cả nhà. Giờ mình đang làm cái gốc, cho hết cái gốc ha. Cả nhà thấy không, mình không có đụng vào da của khách nha. À, chỉ cái tia nó xuyên vào để nó loại bỏ cái nít rửa ra thôi. Tia laser phát bằng sóng RF. Sóng RF xuyên vào da, loại bỏ được cái những cái mà mình cần bỏ. Ví dụ như nốt ruồi nè, tàn nhang, đời mồi, mụn thịt, vân vân. Rồi đồng thời nó sẽ tăng sinh collagen, nuôi da mình lại 100%, không có tì vết, không có để lại sẹo nha cả nhà. Và trong quá trình thực hiện thì không có máu hết cả nhà ha. Tại vì laser mình bắn đến đâu sẽ làm đến đó. Đó, cả nhà thấy không? Rất là mịn đẹp nha. Thấy không? Mình không có đụng vào trong cái da ha cả nhà, chỉ có tia thôi nha. Còn đây chỉ là khoảng cách thôi ha, khoảng cách thôi. Chứ mình không có đụng vào da. Mình đang sử dụng công nghệ laser CO2 để loại bỏ cái nốt mụn ruồi to trên sau này nha cả nhà nha. Mình bắn đến đâu thì làm đến đó ha. Sau từ 3 đến 7 ngày sẽ tự bong cái mài ra. Và sau khi bong ra thì vị trí chỗ này thì chưa điều màu đâu, bởi vì da non mà. Rồi mình chờ thêm ít thời gian là sự tự động sẽ điều màu da và liền một màu ha cả nhà ha. Và đặc biệt vị trí chỗ này là liền 100%, không có để lại tì vết gì hết. Liền bong luôn nha. Hoàn toàn không có đau tí xíu nào luôn, tại vì mình có gây tê trước chút xíu thì mình mới làm ha cả nhà ha. Đâu có đau mới nào hả bé? Lúc đầu sợ không? Lúc đầu thấy một rồi này nghe sợ ha. Cái lúc tiêm miếng tê vô nghe nhói á, đúng không? Không đó, chị tiêm vô ngón tay chị mà đau quá chị giật ra nên chị thất bại cái móng, cái ngón tay bị mụn cốc. Rồi xong rồi đó cả nhà, thấy chưa? Quá đẹp luôn ha. Rồi mình quay cận cảnh cho cả nhà xem nè. Đây ha cả nhà, đây mình quay sát bên cho cả nhà xem nè. Đây là cái nốt ruồi mình đã lấy ra nè ha, rất là to luôn nha, nổi cộm trên bề mặt da. Và đây là mới vừa thực hiện xong rồi dơm. Hơi trục trặc kỹ thuật một chút nè. Mình dơm lại cho cả nhà xem với nó đẹp cỡ nào. Dơm không được. Đây, đây là công nghệ laser CO2 nha cả nhà. Do cái màn hình nó bị dơm quá nè. Thôi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Đây là nốt ruồi to chân sau sử dụng công nghệ laser CO2 để bóc tách ra. Và sau từ 3 đến 7 ngày sẽ tự bong cái mài ra là không để lại sẹo, không để lại tì vết. Nhưng mà đương nhiên mới bong ra thì da chưa có điều màu lắm nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi ha.